Chào tất cả anh em. Bây giờ là 4 giờ 20 phút chiều ngày thứ tư. Mình đi đến cái chỗ cuối cùng rồi. Cái kho bãi này thì nó nằm không nằm trong mặt đường đâu. Nó nằm ở sâu ở trong á, những cái chỗ mà mấy anh em thợ mình hay thường gấp hàng này. Đây là chắc là cái món cuối ngày mình lấy. Dự định lấy con này về dọn mót lại để bán kiếm ít tiền. Cũng vừa là cái thú vui luôn. Cái con này đang bụi lắm, đang bụi bặm lắm, nhìn nó bẩn bẩn sao ấy, nhưng mà nếu mà nhìn sâu vào cái kết cấu nó thì cái con này còn rất là sẽ lật ngon luôn, với lại giá của nó là mềm đó, Honda 10 ngựa đấy anh em. Đang quay thì tin nhắn nó tới đầy luôn này, mấy anh em ở trên cái kênh YouTube đó, thường hay nhắn tin trên thẳng trên YouTube, mình cũng trả lời nhanh trên đấy nhưng mà trả lời không kịp hết đâu. Bây giờ mình nói tiếp về con máy đây. Mình soi những chi tiết mình cứ mình cho là nó còn sạch đẹp này. Thứ nhất là bộ lớp nè, cũ kỹ. Ừ thì đồng ý nó cũ kỹ, nhưng mà lớp nó gai gió nó còn luôn thì biết nó như nào rồi. Con này khá bộ lớp. Đùi nó chỉ xét một ít thôi, chưa xét máy. Đùi với chân trống này, cản này, lốc máy này, số series còn luôn này. Này lốc máy bẩn bẩn tí thôi, con này rửa ra vẫn được. Sơn thì mình đang quay bằng cái điện thoại LG, nó màu nó không được sắc nét hay trung thực lắm, nó hơi giống cảm giác nó sáng sáng sao đây. Với lại chi tiết thứ hai để đánh giá cái con sới này, thông thường có nhiều chi tiết đánh giá nhưng mà cứ nhìn vào cái này, đó là trục sới. Cứ trục nào mà nó còn nước sơn, lưỡi sới nó còn đen, màu đen này như này, có nghĩa là cái con này nó ít được dùng. Cái kinh nghiệm đi mua hàng bãi của mình là như vậy đấy. Rồi cầm cái trục này lắc hoàn toàn không rơ, sới tay các thứ thì thông thường nó sinh giữa là nhiều, nhưng mà cứ sinh giữa thì nó nhanh hỏng cái đôi bạc đạn ở trong đấy, mà cứ cầm lắc là biết hoàn toàn không có đậu rơ. Lắc cả chiếc xe luôn mà không thấy đậu rơ đâu hết thì có nghĩa là nó còn ngon, đơn giản như vậy thôi. Cái hộp sên bỏng bẩn bẩn, lốc máy bẩn bẩn các thứ, dây tay phanh đứt hết một dây rồi, con số thì còn nè, bánh lết bánh tì còn nè. Bây giờ nhìn từ phía sau nhé, đây bánh tì bánh lết tay quay đủ cả hết. Bao giống như bao nhiêu số khác thôi. Đây là 1, 3, 5, vậy là 2, 4, 6, nó nằm ở bên phải. Đây là hai tầng đảo số này, chuyển tầng đây. Honda F950 sao không lấy nét được nữa rồi đấy. Anh em thấy đấy, con này thì có cái bô dở ra, cái bô lửa mục nhiều, chắc do mưa nắng nhiều, nhưng mà họng bô nó quay về phía trước kiểu này thì được, nước nó không vào trong máy được đâu, không sợ. Đây là trục sới, nhìn từ phía bên đây đây, mê sới còn đủ nè. Nắp xăng thằng nào luộc mất rồi, xăng còn rất ngon luôn. Đấy, thôi mình kết thúc video đây, thân chào anh em à.